Dạ vâng ạ, đó là những lời giới thiệu tất cả các cô, các chú, các anh, các chị từ quân viên họ nhà trai cũng như quân viên họ nhà gái. Và kính thưa tất cả các quý vị, giờ lành thì cũng đã tới và cũng muốn xin phép ông Dũng và bà Tập sẽ đưa hai con vào trong không gian để cùng làm lễ gia tiên. Tới quan viên hai họ
và chúng ta không thể không nở một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón hai bác lên sân khấu được không? Vâng ạ, và ngay sau đây cũng là lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái, có đôi lời cảm ơn, đôi lời chúc phúc cũng như là đôi lời trao dâu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa chúc ơn của bà, kính thưa toàn thể quan viên hai họ một tên. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho phái đoàn họ nhà gái có mặt tại hội trường họ nhà trai hôm nay. Chính vì vậy hôm nay trong quá trình thương yêu nhau, hai cháu Phong Việt và Thu Phương đã học tập và làm việc yêu nhau bây giờ là đã chín mùi. Vậy được thực sự vui vẻ của gia đình và được sự nhất trí của ban ngành phương, hôm nay hai bên gia đình ông Dũng và bà Thập cùng ông Hà Bảo Hiền hai bên đã tổ chức ngày lễ quốc quy cho hai cháu. Đến giờ phút này cũng là giờ vàng, cháu đã về đến hôn trường rồi. Vậy chúng tôi không nghe nói gì hơn, chỉ biết rằng là cảm ơn tất cả các cụ ông cụ bà cùng toàn thể các vị khách quý bên thân là những trai đón tiếp qua đặc biệt là thái đàn hoàng gái chúng tôi và đồng nghiệp nhiệt. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và hai nữa, từ giờ phút này trở đi, tức ngày hôm nay là 22 tháng 9 năm 2004, nhằm vào 20 tháng 8 năm Bắc Thìn, hai cháu đã chính thức lên vợ thành chồng. Vậy tôi xin đại diện cho mấy con thần nhà gái được trao cô dâu Thu Phương về làm dâu con của ông Dũng và Tập cũng như là con dòng họ. Và chính giờ phút này trở đi, chính cháu Việt cũng là chính thức là cháu rể của bên họ nhà gái chúng tôi. Vì trong quá trình cháu còn là trẻ người non dạ, có những cái ở chỗ là tập tục địa phương nó chưa được nó không giống thế nào, thì mong các cụ ông cụ bà cùng cô dì chú bác bên này là dạy dỗ cháu thêm, hay nữa là cháu Việt cũng vậy. Tôi xin cảm ơn và vậy chính thức trao dâu cho bên mái đầm nhà gái. Tôi xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn những lời phát biểu không ngắn nhưng cũng không dài, đầy đủ ý nghĩa của ngày hôm nay và những lời chúc phúc của bác dành cho hai bạn. Và kính thưa quý vị, đưa dâu về bên trai để làm vợ, đón rể về bên gái để làm con. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với lời phát biểu nhận dâu cũng như là trao rể của bác trưởng đoàn họ nhà trai. Xin chào kính thưa bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, qua một thời gian là hai bên đại diện cho hai họ trai nhà gái đã hoàn thành các thủ tục nghi lễ và cưới hỏi theo tục tập quán của người Việt Nam. Và qua ý kiến phát biểu trao dâu của vị đại diện của nhà gái là tôi hoàn toàn nhất trí. Thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin tuyên bố chính thức từ giờ phút này cháu Thu Phương là chính thức là vợ cho Việt và con dâu của ông Dũng và Thập và là cháu của các cụ cô bà của chúng ta là một làm thành viên của họ tộc chúng ta, thì những các cụ cô bà trong một tràng có tay này. Cuối cùng là bác xin chúc cho hai cháu là 100 năm tình viên mãn và đổi những cái tên, và cũng xin kính chúc các cụ cô bà của hai họ sức khỏe hạnh phúc và sự như ý. Xin cảm ơn quý vị vừa được lắng nghe với lời phát biểu của quan viên họ nhà trai cũng như là quan viên họ nhà gái, đó là hai bác trưởng đoàn. Và xin mời hai bác sẽ tiến về phía trước một bước được không ạ, để cùng bắt chặt tay nhau, cách chặt tình thông ra. Vâng, xin mời hai bác hãy bắt chặt tay nhau, ôm chặt nhau được không ạ, để kết chặt tình thông ra. Vâng, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay đây gia đình chúng ta đã là một rồi, và chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình mãi mãi keo sơn và đời đời bền vững. Vâng, cảm ơn hai bác rất là nhiều và xin mời hai bác sẽ cùng tiếp tục trở về phía hàng ghế danh dị để chúng ta sẽ cùng chứng kiến tiếp buổi lễ thành hôn của hai con ngày hôm nay. Vâng, xin mời hai bác ạ. Vâng, giờ phút ở đây đã là 10 phút. Nhưng nhiều nhất đó là hai bạn sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới để chứng minh rằng ngày hôm nay hai bạn đã chính
lim dàn quân trên đầu mi, lúa năm tấn vươn lên xanh ngắt màu xanh trên thầm đàn
như một. Em trao yếm đào anh cầm làm tiếc.